tổng lên Hugo cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, bữa nay em với anh Tâm đi đầm câu rê nha cả nhà. Nay giờ đang câu tay kiếm bún đục nha. Nay có hai anh em đi, nay không có nước non gì hết, mà biết có cá không cả nhà? Mời cả nhà theo chân em nha. Sấy rồi. Ôi, anh Tâm lên Hugo cả nhà ơi. Bún nãy giờ nó không ăn, anh bún ăn nè. Kêu đâu? Hả? 6-7 à? Hay quá. Ôi ôi. Quýnh nãy giờ nó không ăn, anh quýnh nó ăn. Cay không? Quýnh mồi gì? Mồi cứng hay mềm?
4 à. Điện thoại đem bắt giùm cho. Ồ cái hỏng bộ vậy. Bốn năm mà. Quýnh nãy giờ nó không ăn, anh Quýnh ăn. Được. Đúng là anh Tông Idol. Vô đi, vô đi. Nằm luôn á. Quá đã luôn cả nhà ơi. Bắt bắt cá mà nghệ sĩ quá vậy. Cho ngã vô cho. Thì đưa cái đầu nó ra kỳ vậy. Vòng cái đầu, vòng cái đọt cần qua đây. Vòng cái đọt cần qua đây. Ngã vô đây nè. Ghe lại. Ê. Trời ơi. Sao bẫy được á. Cả nhà. Gan của em cả nhà. Nè. Xách lại đắng đi. Hả đã luôn. Trời ơi, giật con ngồi ra luôn. Mập như vậy. Dẻo đi, dẻo đi. Thôi đừng có vào cái này. Ủa sao có lỗ. Thấy cái đầu nó có bốn hàng bốn à. Nãy giờ nó không ăn, nó quăng năng. Cô em đứng đâu mà thấy? Ngồi đây câu nè. Nè tự xử đi. Mua cả nhà. Trời, còn dây nữa chứ. Ướt đầu anh hết á. Em tổng kết cá bữa nay nha, ít xịt rồi, mưa quá trời mưa không có câu được gì cả nhà. Giờ em về luôn cả nhà, em chúc cả nhà thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe nha. Cá của mình nè cả nhà. Nó cần mở ra chụp hình không?